Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lên. Alo, xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng giới thiệu cho anh em một chiếc âm ly karaoke hàng chính hãng của Jaguar Hàn Quốc anh em nhé. Nó còn nguyên tem phân phối luôn, nguyên tem của nhà phân phối luôn anh em nhé. Đấy, đây nguyên tem của Komi này. Đấy, tem ngăn cách của Jaguar này. Đấy, đấy tem là tem chống tháo của Jaguar nhé. Đây nó còn thêm một tem 3D của Komi này, tem bảo hành 3D này nữa này. Đấy, để chống tháo anh em nhé. Có nghĩa là hàng này còn nguyên bản 100% luôn, chưa hề thay tháo đục ốc. Đợt này rất nhiều bác gọi em để thanh lý đồ, toàn đồ cao cấp đắt tiền thôi nhá, nhưng mà em lại chỉ chọn lọc những con nào nó vừa tầm tiền em mới bán thôi. Ví dụ những bộ tan no chẳng hạn, hoặc là những bộ dàn mấy chục triệu, em thật sự em không dám lấy, không dám nhận những cái bộ thanh lý mà cao tiền như vậy. Những con vừa tầm tiền như này em lấy thôi. Con này nhá, ngày xưa là bác em mua 7,2 triệu nhá, bây giờ không còn sản xuất nữa đâu. Ngày đấy là bác em mua 7,2 triệu nhá, thì hôm lần này là bác ấy nhờ em thanh lý giá rất là êm luôn, lát em sẽ báo giá cho các bác nhá. Con thỏ im mồm, im cho bố quay video, mày gào to cả tiếng bố nó rồi. Con này chỉnh âm thanh của nó rất là hay luôn nhá anh em nhá. Hàng của Jaguar thì không phải nghĩ rồi. Đây, con này là Jaguar 203G Bluetooth anh em nhá. 203G Bluetooth. Đấy. Hiện tại em đang nghe qua chế độ này là chế độ cắm thẳng trực tiếp nhá. Khi anh em chuyển chế độ Bluetooth, anh em ấn cái nút này xuống này. Đấy, đây này, Music hoặc Bluetooth này. Khi cái nút thấp thì là Bluetooth nhá. Khi mình để nút cao này thì là ở dạng Music. Music mình cắm thẳng tín hiệu vào ở đằng sau. Đấy. Con này chỉnh echo vang nhại của nó rất là ngọt luôn anh em nhé. Đặc trưng của dòng karaoke của Jaguar này là như vậy rồi, cái dạng echo này của nó siêu ngọt luôn. Đấy, mic miếc hát rất là hay luôn anh em nhé, hát rất sướng luôn, hát hay như ca sĩ luôn đấy. Đấy, còn về phần nghe nhạc thì âm thanh nó quá mịn màng rồi, cái giải bát này nó đánh lên rất là mạnh và rất là căng nhá, cái giải bát đánh rất là căng luôn, căng và có độ sâu. Cái giải mid này tiếng ca sĩ lên hát rõ một một luôn, mình hát cũng thế, mình hát lên tiếng nó rất là rõ luôn, nịnh tiếng. Cái giải mid này, còn cái giải hai này, giải tép này nó lên rất là sáng luôn, tí tách xì xoạch rất là sáng, nhưng mà nó lại không hề chói một tí nào nhá, nghe nó không chán, nghe nó không mỏi, không mỏi tai, không mệt đâu anh em nhá. Dòng Jaguar này nghe rất là sướng luôn. Bản Gold Bluetooth này là bản cao cấp. Đấy, anh em nhìn qua này, bên trong của nó đây, nó trang bị một cái biến áp to, cái miệng nó to bằng một cái bát tô to luôn anh em nhé, cái bát tô to đựng canh ấy nhá. Đấy, cái biến áp to đúng một ý luôn. À đây, anh em nhìn vào cái bát này, đây, cái biến áp nó to đúng một cái bát này luôn này. Đấy, bát loa này luôn này, 14 đấy, bát 14 đấy, cái biến áp nó to như thế luôn, to mà nó sâu, cái chiều sâu của cái biến áp ý nó cũng tầm khoảng 8cm nữa, 8-10cm gì đấy. Nói chung là bê nặng lắm anh em nhé, bê rất là nặng luôn. Nếu mà như em để trên cái sàn này mà em đủn ấy, đây em đủn cái lực nhẹ thì không bao giờ là nó đi được, bởi vì đủn lực rất mạnh luôn thì nó mới chạy được cái âm ly, tại vì nó rất là nặng luôn. Đấy, tại vì nó còn nguyên tem anh em nhé, nó nguyên tem này, em không phá tem ra đâu nhé. Em không phá tem để em quay bên trong cho anh em, em chỉ gọi là cho anh em nhìn qua như này thôi nhá. Đấy, bên trong này anh em nhìn là chỗ này nó có một cái bộ tản nhiệt rất là lớn luôn, bộ tản nhiệt úp như cái rổ ấy nhá, úp xuống đấy, nên là em không nhìn được thấy bên trong của phần tản nhiệt đấy. Đây gì anh em nhìn nhá, cả một cái miếng to này nó úp xuống để nó úp vào phần công suất đấy. Còn ở chỗ này đây, thẳng chỗ này xuống nhá, anh em về em mới lấy cái pin anh em soi vào nhá, nó có hai con tụ to bằng hai quả pin đại đây này. Đấy, tụ nguồn to như thế cơ mà, và kèm cái biến áp to như này nên là cái lực bát của nó đánh rất là mạnh, căng luôn, 600W liền.
Đây, quay ra sau cho anh em xem vào sau của nó nhé. Sau này thì em đấy, đợi em một chút, nó nặng nên em phải dùng hai tay, rất là nặng nha. Đây, đằng sau của nó thì đây, nó như thế này. Đây, cái này là anten Bluetooth này, đây là để nó thoát ra, để nó bắt anten Bluetooth ở đây này. Đấy, thì không nói nhá. Đây là tiếp mát này, không nói. Rồi, đây, jack cua, xeo sung, 23W Bluetooth, Komi. Hàng chính hãng Komi, có nghĩa là Komi nó là một cái công ty, nó được phép phân phối chính hãng hàng của jack cua anh em nhé. Ở ngoài Bắc này thì là có đúng Komi thôi. Còn ở bên trong miền Nam thì như là có Trường Ca với cả Sóng Nhạc này. Đấy. Là được phép phân phối cái hàng Komi là chính hãng thôi. Còn nó có gọi là đại lý cấp 1 đấy anh em ạ. Gọi là đại lý cấp 1 đấy. Đây nhá. Đây input của nó có hai đường này anh em nhá. Đây hai đường. Đây. Khi anh em cắm vào đường A này này hoặc là đường B nhá. Khi anh cắm vào đường A anh em gạt sang bên A nhá. Anh cắm vào đường B anh em gạt cái music sang bên B này. Đấy, thì nó chạy đường B ở bên đấy nhá. Đây, còn đây là cầu chữ U nối giữa đường pre và đường công suất này. Anh em có thể rút ra để cắm lọc xì vào. Nhưng mà em như theo em thì không nên cắm lọc xì, tại vì cái âm sắc của này chỉnh rất là hay, cắm lọc xì vào nó càng nhiễu ra. Chắc gì lọc xì đã hay hơn cái bộ âm sắc của con này. Để em nói thật luôn. Còn đây là đường output này, đường output mic, đường output line và đường output rec này. Đấy, khi anh em cắm cái trong hơi à chấm điện, anh em cắm vào đường line output này nhá. Line output này, cắm điện cắm vào đây nhá. Tiếp đến. À đây, quả tem chất lượng của nó này. Đấy. Đây nha, con này đế rất cao nhá, sản xuất 2018 anh em nhá. Khách bảo khách mới mua được 3 năm. Thì đúng rồi đấy. Sản xuất 2018 chắc là tầm 2019 là khách mua. Đấy. Thì là đến bây giờ là được khoảng 3 năm sử dụng thôi, nên là chất lượng của nó còn quá là ngon luôn. Con này chuẩn made in Korea anh em nhá. Hàng made in Korea luôn đấy nhá. Chuẩn made in Korea luôn. Đây. 203V Bluetooth, tem là tem của Jaguar. 220V 50Hz. Đấy, con này đây, con này là 600W liền. Đây. Đây. 650W, nhưng mà tính 600W thôi. 650W liền, nhưng mà mình tính 600W thì tính ra 300W một cây. Đánh rất là khỏe luôn nhá, anh em đánh một cặp B&B Bass 30 và CS 2000 đấy. Đánh căng cực luôn. Hoặc là anh em đánh 4 cái Bass 25 hoặc 4 cái Bass 20 thì quá là ok. Đấy, anh em đấu chung vào đây được nhá. Nhưng mà khi anh em đấu anh em chú ý nhá, con âm ly này nó lại không giống như âm ly bình thường. Những âm ly bình thường nhiều con thì mỗi con nó đánh nó chia cầu kiểu khác, con này nó chia cũng hơi khác một tí, anh em tinh ý anh em sẽ thấy nhá. Đây nhá, bên này là L, bên này là R, bên này là vế phải, bên này vế trái đi nhá. Bên này vế phải, bên này vế trái. Đấy, nhưng mà bây giờ nó lẫn cả cầu A cầu B luôn. Đây nhá, ví dụ như anh em đấu cầu A, bây giờ ví dụ như anh em về anh em đấu một cặp loa, anh em chỉ đấu vào cầu A này luôn này. Đấy. Cầu A, đây là loa bên trái. Đây là cầu A nhưng mà loa bên phải ở đây nhá. Loa trái loa phải ở cầu A đây. Đây loa phải, đây loa trái cầu A. Bên này là cầu B. Nó có ghi rõ ràng đây nhá. Anh em về anh em phải để ý nhá. Anh em về anh để ý anh em đấu vào cho nó dễ nhá. Nó rất là đơn giản thôi. Nhá. Đấy. Rất là đơn giản, anh em nên đấu đúng cầu A và cầu B nhé. Ví dụ như một cầu loa, cặp loa anh em đấu cầu A nhé. Khi anh em có một cặp loa nữa anh em đấu thêm vào cầu B cho em nhé. Đấy, anh em cứ để ý nó ghi dẵn sẵn như này rồi, nên mình ghi mình đấu rất là chuẩn được luôn nhé. Đấy, âm ly rất là đẹp luôn, con này đẹp còn đến 98%, còn độ ngon của nó thì ngon 100% luôn. Mới có 3 năm sử dụng mà hàng chính hãng thì thật sự là không có con nào mà có thể ngon hơn con này được nữa anh em ạ. Mà với cái giá tầm giá đấy nhá. Em báo giá luôn cho các bác. Bác khách đấy bác để cho em với cái giá là 5 triệu. Nhưng mà em bảo 5 triệu thì không được. Anh mua mới có hơn 2 chứ anh mua mới có hơn 7 triệu. Mà anh dùng rồi. Bây giờ anh để 5 triệu là về không có cửa kiếm. Thì đấy, kỳ kèo mãi thì anh em tụt xuống là 4 triệu rưỡi. Thì đấy, em lấy hộ bác ý là 4 triệu rưỡi.
Còn bây giờ về anh em cho em 1, 2, 300 hay là 4, 500 thì tùy anh em nhé. Đấy. Vì cái chất lượng của nó, cái số tiền mình bỏ ra đấy thật sự là nó ít hơn so với cái chất lượng mà cái âm ly này đem lại cho anh em nhé. Cái giá trị âm ly đem lại nó lớn hơn cái số tiền 4 triệu rưỡi đấy nhiều. Em khẳng định luôn. Đấy. Anh em mua mới thì nó hơn 7 triệu. Bây giờ thì không có mới cho anh em sử dụng nữa. Mà bây giờ tiền nó trượt giá rồi. Cái 7 triệu mà cách đây 4 năm thì anh cách đây 3 năm mà với cái 7 thì nó phải tương đương với khoảng gần chục triệu bây giờ. Đấy. Mà bây giờ em bán cái âm ly này cho em có 4 triệu rưỡi. Bán hộ khách có 4 triệu rưỡi. Thì đấy. Đấy là cái giá em lấy về 4 triệu rưỡi nhá. Em bán theo kiểu như là đấu giá luôn. Em lấy về 4 triệu rưỡi rồi. Bây giờ anh em cho em đồng nào thì cho nhá. 4 triệu 6, 4 triệu 7, 4 triệu 8 hay là 4 triệu 9, 5 triệu thì tùy anh nha. Đấy. Anh em nào mà cứ chốt có lời, chốt đầu tiên mà có lời là em bán thôi. Chẳng cần nhiều. Tại vì con này á, nó nguyên bản em về em chẳng phải làm cái gì cả, em chỉ mất công em giới thiệu cho anh em thôi. Em chẳng có mất cái công gì cả. Đấy, nên là anh em cho em đồng nào cho nhá. 1, 2, 300 thì đấy tùy anh em. Ăn nhiều thì em cũng ngại, chẳng muốn ăn. Thì thôi, anh em cho em đồng nào thì cho. Cái giá em lấy về là 4 triệu rưỡi nhá. Anh em mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc ở bảo shop cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.